Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bình luận viên Hải Thanh Story với những câu chuyện về địa lý và văn hóa. Có rất là nhiều đất nước trên thế giới gây ra cho chúng ta những cái sự nhầm lẫn. Ví dụ như là nhóm những quốc gia gồm có Cộng hòa Ireland, Iceland, Scotland và Bắc Ireland. Trong đó có thể quy hoạch như thế này. Iceland đó là một đất nước với tên người đàn ông thì thường kết thúc bằng chữ son, đất nước của băng đảo. Scotland là đất nước của những người đàn ông mặc váy và Cộng hòa Ireland là đất nước mà chúng ta chuẩn bị đề cập đến bây giờ. Một trong những nước giàu nhất thế giới, một đất nước không có một loài động vật cực kỳ thú vị, đó là con rắn. Và còn được mệnh danh là quốc đảo có thể xuất khẩu được lâu đài. Ngoài ra thì Cộng hòa Ireland còn có những điều gì khiến cho các bạn cần phải tìm hiểu thêm, cần phải biết thêm. Chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến trong câu chuyện ngày hôm nay. Nằm ở châu Âu thì Cộng hòa Ireland có diện tích là 68.883 km², một diện tích không phải là lớn. Ngày nay thì Cộng hòa Ireland có chung biên giới đất liền với Vương quốc Anh. Cộng hòa Ireland đã trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1922 sau khi mà họ giành được chủ quyền từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên hiện nay phía Bắc Ireland vẫn thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh. Cộng hòa Ireland nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời. Đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng cho những ai yêu thích các thành phố vui nhộn, di sản di tích cổ xưa và vùng nông thôn xanh ngọc lục bảo. Các thị trấn thời Trung cổ, vùng cao nguyên hẻo lánh, bờ biển gồ ghề, những vịnh và các lễ hội tại Cộng hòa Ireland cũng như âm nhạc truyền thống là những điểm đến nổi bật ở đây. Ngoài bóng đá thì Cộng hòa Ireland cũng rất nổi tiếng với bộ môn đua ngựa, golf cũng phát triển mạnh. Đương nhiên, với một quốc đảo như vậy thì chèo thuyền, câu cá, lướt sóng là những hoạt động dưới nước cực kỳ phổ biến. Người Cộng hòa Ireland là một trong những người hiếu khách nhất trên thế giới và thích kể cho du khách những câu chuyện về đất nước của họ, về lịch sử hấp dẫn và những truyền thuyết quyến rũ. Chỗ ở đây cũng rất là thoải mái, từ những khách sạn sang trọng cho đến những trang trại xa xôi và cả những ngôi nhà homestay nhỏ nằm trên vách đá ở bờ biển. Ẩm thực ở Cộng hòa Ireland được đánh giá cao, với rượu whisky của Cộng hòa Ireland cũng là một thương hiệu nổi tiếng. Và đây là sự thật có thể sẽ khiến cho bạn phải bất ngờ. Cộng hòa Ireland là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Nếu mà xét theo tiêu chí thu nhập bình quân đầu người thì Cộng hòa Ireland là nước giàu thứ hai trên thế giới, chỉ sau Luxembourg. Cộng hòa Ireland bây giờ thì có thu nhập bình quân đầu người là 102.394 đô la Mỹ một người một năm. Trong khi đó, con số này của Luxembourg là hơn 130.000 đô la Mỹ một người một năm. Đây là những con số được cung cấp bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nhưng bạn có biết được không, Cộng hòa Ireland từng là một trong những đất nước nghèo nhất của châu Âu. Với sự phát triển thần tốc về kinh tế ở trong giai đoạn từ 1997 đến 2007, thì Cộng hòa Ireland đã được so sánh với hình ảnh con hổ vùng Celtic. Từ một quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất của châu Âu, thì đảo quốc này đã chuyển mình và vươn lên top giàu có nhất ở châu Âu cũng như giàu có nhất trên thế giới. Từ cái câu chuyện chỉ khai thác tài nguyên thiên nhiên rồi bán lấy tiền, để rồi tài nguyên cũng không phải là lợi thế quá lớn so với những quốc gia khác, thì trong rất nhiều thứ để đầu tư, tìm đến cái sự thoát nghèo, thì Cộng hòa Ireland đã đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào tri thức. Họ hiểu rằng chỉ có cái lao động trình độ cao và sự chăm chỉ mới giúp đất nước vươn lên. Và hơn thế nữa, việc tạo sức hút để nước ngoài đầu tư vào cũng giúp đất nước thu về rất là nhiều ngoại tệ. Cái lý thuyết này thì ai cũng biết, nhưng làm được thì Cộng hòa Ireland đã làm được, còn nhiều nước khác thì không làm được. Và có lẽ chính bởi điều này nên Cộng hòa Ireland cũng là một địa chỉ khá là tin cậy khi mà chúng ta tìm kiếm những cái đất nước để du học. Thường chúng ta sẽ tìm kiếm cụm từ Cộng hòa Ireland và ở phía sau sẽ có từ gợi ý là du học. Thủ đô của Cộng hòa Ireland đó là thành phố Dublin, thành phố cổ kính và đầy sức hút. Đây là một trong những địa điểm du lịch độc đáo toàn cầu, một thành phố lấp lánh tuyệt đẹp tại bất kỳ một cảnh tượng hay một thời điểm cụ thể nào. Nếu mà nói đến thủ đô của một quốc gia thì chúng ta sẽ nghĩ đến những sự sầm uất, nhộn nhịp, tấp nập. Thế nhưng thành phố này lại mang một sắc thái khác hẳn, khi đây được coi là thành phố cổ kính nhất trên thế giới. Dublin mang một nét cuốn hút riêng, mang cái vẻ đẹp quyến rũ riêng từ những con đường sỏi cổ kính trải dài, từ hình ảnh của người nghệ sĩ đường phố phong trần cùng cây đàn guitar và giọng hát trong trẻo từ những dòng sông êm đềm chảy qua thành phố. Chắc chắn rồi, nơi đây sẽ níu chân và gây thương nhớ cho bất kỳ ai ghé thăm dù chỉ là một lần. Bạn sẽ phải ngất ngây khi đứng trước tòa lâu đài hay là những nhà thờ lộng lẫy ở đây để ngắm cảng biển lộng gió. Bạn cũng chẳng thể rời mắt khỏi những tháp đá tròn giữa cánh đồng thiên nhiên hay là đi bộ chẳng biết mỏi chân qua những con phố quanh co. Nói về quốc kỳ thì quốc kỳ của Cộng hòa Ireland có 3 màu, gồm có xanh lá cây, trắng và cam, được sắp xếp theo chiều dọc. Ban đầu lá cờ đơn giản là một món quà từ một nhóm phụ nữ Pháp dành cho lãnh đạo người Cộng hòa Ireland trẻ tuổi trong cuộc nổi loạn vào năm 1848. Nhóm phụ nữ này đã cảm thông với sứ mệnh của ông là đoàn kết người công giáo và tin lành bị lôi kéo vào những cuộc xung đột. Lá cờ này sau đó đã trở thành quốc kỳ của Cộng hòa Ireland. Màu xanh lá cây trong lá cờ tượng trưng cho người công giáo La Mã và màu cam tượng trưng cho người tin lành, trong khi màu trắng là đại diện cho hòa bình và đứng giữa hai màu này để thu hẹp khoảng cách cũng như thống nhất hai nhóm này lại với nhau vì lợi ích của hòa hợp của cả dân tộc. Về lịch sử và văn hóa, Cộng hòa Ireland là vùng đất có lịch sử và nền văn hóa lâu đời. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, thì các bộ lạc người Centre là những cư dân đầu tiên trên quốc đảo này.
Sau đó phát triển qua nhiều cuộc xung đột trong lịch sử, thì nền văn hóa Cộng hòa Ireland đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà người dân Cộng hòa Ireland ngày nay vẫn là con cháu của nền văn hóa Celtic, chứ là văn hóa của người Center. Những cái dấu tích của nền văn hóa Celtic cũng có thể được tìm thấy trên tất cả các hòn đảo ở Cộng hòa Ireland và trong các tu viện cổ xưa. Giống như nhiều nền văn hóa khác thì văn hóa Cộng hòa Ireland cũng có những lễ hội truyền thống, cũng có âm nhạc, cũng có khiêu vũ. Đó là những điều được người dân ở đây cực kỳ yêu thích. Nói về các lễ hội thì Cộng hòa Ireland cũng có rất là nhiều những lễ hội đặc sắc thể hiện cho nền văn hóa lâu đời ở đất nước này. Ở Galway có lễ hội quốc tế hàu diễn ra vào tháng 9 hàng năm. Đến đây thì bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món hàu tươi ngon nhất và tham dự lễ hội bia tại các quán bar. Quả là một lễ hội dành cho những tín đồ yêu thích hải sản. Nhưng mà nếu bạn không thích đồ hải sản thì lễ hội dành cho những người yêu thích văn chương tại thủ đô Dublin hay lễ hội ẩm thực ở Kinsale cũng là một gợi ý không tồi. Và một trong những lễ hội khác được chờ đợi nhất ở Cộng hòa Ireland chính là hội chợ dê diễn ra vào trung tuần tháng 8. Nó bắt nguồn từ một truyền thuyết của người dân ở ngôi làng có tên là King Loughlin. Một chú dê đã báo hiệu cho dân làng khi kẻ thù sắp đến và từ đó hàng năm để kỷ niệm ngày độc lập của ngôi làng này thì người dân sẽ bắt một chú dê về để làm vua của lễ hội. Và tất nhiên một lễ hội mà rất là nhiều người mong đợi không kém đó là mùa lễ Thánh Patrick diễn ra tưng bừng ở rất nhiều thị trấn trên khắp Cộng hòa Ireland. Bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những lễ hội tuyệt vời này khi đến với Cộng hòa Ireland. Và nói đến Cộng hòa Ireland có một nét văn hóa rất đặc trưng đó là văn hóa pub. Những cái quán rượu ồn ào náo nhiệt từ lâu đã là một phần trong cuộc sống về đêm ở nhiều nước phương Tây. Nhưng tại thủ đô của Cộng hòa Ireland, với các quán rượu hàng trăm năm tuổi, chuyện đi uống không chỉ là một thói quen mà đã trở thành một nét đặc trưng khi nói về văn hóa của đất nước này. Với người Cộng hòa Ireland, quán rượu như một nơi sinh hoạt cộng đồng. Họ đã quen với việc những sự kiện vui trong đời đều gắn bó với pub và từ đó là hình thành văn hóa pub như ngày nay. Có lẽ bia Cộng hòa Ireland không thể nổi tiếng bằng bia Đức hay là bia Bỉ, nhưng mà người dân ở quốc gia này vẫn luôn tự hào về việc họ uống không chỉ để uống mà là để thưởng thức nét văn hóa và lịch sử của họ. Qua hàng trăm năm như vậy đã hình thành nên thương hiệu Irish Pub, quán rượu Cộng hòa Ireland nổi tiếng trên khắp thế giới. Văn hóa pub ở đây cũng đã trải qua nhiều thăng trầm suốt những thế kỷ khác nhau. Có lúc từng bị can thiệp và yêu cầu đóng cửa bớt vì những vấn đề liên quan đến trật tự và sức khỏe. Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn trở nên náo nhiệt và gắn bó với người dân nơi đây như một bản sắc rất riêng của họ. Nói vui một chút, rượu vào thì lời ra, nhưng mà có lẽ chính điều này đã tạo ra một cái nét văn hóa âm nhạc tại Cộng hòa Ireland. Người dân Cộng hòa Ireland có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Âm nhạc mang đến cho họ năng lượng và tình yêu cuộc sống. Quốc đảo này cũng có rất là nhiều loại hình âm nhạc. Bạn có thể thường xuyên bắt gặp những buổi biểu diễn ngẫu hứng trong quán rượu ở đây, bởi đó chính là nơi nuôi dưỡng truyền thống âm nhạc của Cộng hòa Ireland. Có một chút men vào rồi thì âm nhạc sẽ kết nối con người với nhau. Bạn có thể thưởng thức rất là nhiều phong cách âm nhạc ở Cộng hòa Ireland trong các buổi biểu diễn ở trên khắp đất nước và trong tất cả những lễ hội. Nếu bạn là người yêu âm nhạc thì chắc chắn đây là một điểm đến cực kỳ lý thú. Và bây giờ là những lý giải và những sự thật thú vị khác về Cộng hòa Ireland. Tại sao lại gọi Cộng hòa Ireland là hòn đảo màu ngọc lục bảo? Phong cách ở nơi đây là sự kết hợp giữa các thành phố như là thủ đô Dublin, nơi tập trung khoảng 1/3 dân số của cả nước, với các thị trấn cổ kính yên bình, nơi mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng những tòa lâu đài vài trăm năm tuổi, hay giữa những cánh đồng cỏ xanh ngắt trải dài, điểm đầy những đàn bò, những đàn cừu nhởn nhơ tha thẩn với các vách đá kỳ vĩ đứng vững trước những con sóng xô bờ suốt hàng triệu năm. Chính vì màu xanh lục nổi bật trên những bờ biển trải dài và những cánh đồng bát ngát hòa quyện trong khung cảnh như vậy, nên đất nước này còn được gọi với cái tên là vùng đất hay là hòn đảo Ngọc Lục Bảo. Và cái phong cảnh này đã giúp cho Cộng hòa Ireland không ít lần xuất hiện trong các bộ phim, trong đó phải kể đến những tựa phim nổi tiếng khắp thế giới như là Chiến tranh giữa các vì sao, Trò chơi vương quyền, Harry Potter, Trái tim dũng cảm, Cô gái đi tìm tình yêu. Chính những điều này lại càng quảng bá thêm cho hình ảnh của đất nước Cộng hòa Ireland. Điều thú vị tiếp theo của Cộng hòa Ireland đó là việc lâu đài xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vâng, dường như không có cái gì gợi nhớ về lịch sử lâu đời tốt hơn là các lâu đài tại Cộng hòa Ireland. Cộng hòa Ireland có nhiều lâu đài đến nỗi mà người ta nói vui rằng quốc đảo này có thể xuất khẩu chúng tới các nước không có lâu đài. Có khoảng hơn 340 lâu đài ở Cộng hòa Ireland. Đó là một con số khó tin vì lịch sử đầy biến động của quốc đảo này. Các lâu đài được xây dựng bởi người Ireland, người Anh và người Scotland, trải dài theo suốt những cuộc xung đột khác nhau. Nếu thời thơ ấu bạn luôn mơ về những lâu đài trong truyện cổ tích, thì Cộng hòa Ireland chính là vùng đất tuyệt vời để bạn biến giấc mơ trở thành hiện thực. Mình có nhớ là trước đây ở trên VTV có chương trình là những lâu đài nổi tiếng tại châu Âu, thì Cộng hòa Ireland cũng là một điểm đến đầy tin cậy của chương trình này. Sự thật thú vị tiếp theo, ở Cộng hòa Ireland hoàn toàn không có rắn. Truyền thuyết kể rằng chính Thánh Patrick là người đã đuổi hết rắn ra các hòn đảo của Cộng hòa Ireland. Kể từ năm 461, người ta không tìm thấy bất kỳ một con rắn nào ở Cộng hòa Ireland.
Theo các nhà khoa học, thì khi rắn bắt đầu xuất hiện khoảng 100 triệu năm trước đây, thì hòn đảo Cộng hòa Ireland vẫn chìm ở trong nước, nên không có con rắn nào tới được. Một giả thuyết khác thì cho rằng loài rắn không thể sinh sống trên bề mặt băng giá, trong khi 15.000 năm trước, hòn đảo Cộng hòa Ireland bị phủ bởi băng tuyết. Nhưng giả thuyết này có lẽ là không thuyết phục cho lắm bởi vì nhiều đất nước khác lạnh giá hơn vẫn có rắn một cách bình thường. Và sự thật thú vị cuối cùng liên quan đến những tảng đá tự lăn tại Cộng hòa Ireland. Bằng một cách nào đó, những tảng đá khổng lồ trên các bãi biển vắng thuộc một quần đảo của Cộng hòa Ireland đã liên tục di chuyển và hiện tượng này vẫn là một bí ẩn đối với giới địa chất. Hiện tượng đá tự lăn xảy ra trên quần đảo Ireland của Cộng hòa Ireland. Khi con người tới các bãi biển trên quần đảo này thì chúng không hề di chuyển. Sau một thời gian sau thì vị trí của chúng thay đổi, dù chẳng ai tác động đến chúng. Một câu hỏi được đặt ra, bàn tay vô hình nào đó có khả năng đẩy những tảng đá to từ các vách đá dốc sát biển và khiến chúng lăn vào sâu trong các đảo. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sóng thần là hiện tượng thiên nhiên duy nhất có khả năng đẩy đá to. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho biết rằng, không chỉ là một đợt sóng thần duy nhất, mà đó là sự kết hợp của những cơn bão mạnh qua nhiều năm cùng với những cái đợt sóng biển đã khiến những hòn đá lăn vào phía trong như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện về Cộng hòa Ireland, một đất nước cũng rất thú vị ở châu Âu. Nếu mà bạn cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt.